8.2 anh. 8.2. Giá hạng thì sao 8. Các đại bên Thái Bình toàn đánh thế gì nữa. Không đánh đầu là sao? Còn bên Thái Bình toàn toàn đánh hạng B mà. Bây giờ là gặp nhau là mình cười à? 8.2 đúng không anh? 8.2 ai, ai đánh? Ai đánh? Anh Chu ơi mấy chấp 2? À. 8.2. Đúng rồi, em mà thích chấp 7.2 cũng được. Quan trọng gì? Ok. Rồi trận đấu bắt đầu nhá. Tài Lăng Xẻ Mạnh Nam Định. Chào Nguyễn Quang Lực, chào tất cả anh em nhá. Khánh Sơn mở đâu, lết căng này mở. Mỏi hết mắt rồi, đeo cái kính vào đỡ mỏi mắt này. Anh em bổ quả xẻ nhá, mỗi anh em giúp tôi bổ tôi quả xẻ nhá. À, đây là anh Trung Tử Đơn. Rất đẹp trai. Và anh Trường Văn Mạnh này cũng là tài năng trẻ hay nhất Nam Định hiện nay. Ứng cử viên cho chức vô địch. Chào Cường Nguyễn Kim nhá. Cường Nguyễn Kim là Cường làm cho điện máy Nguyễn Kim à? Rồi mình nhìn nó hơi lưu manh tí, phải đeo cái kính vào cho nó đỡ lưu manh anh ạ. Đây rồi, chờ tí, đeo kính không ạ. Tiếp theo trên bàn số 4, Trung Nam Định gặp Thắng Chim Sẻ. Anh đấy, anh đấy. À, nhầm.
Mấy rồi? Lơ tao vào mấy gậy nhảy nào ấy, Cường Nguyễn Kim. Cường làm cho Nguyễn Kim thì nhiều tiền rồi. Ơ mấy rồi đấy? 1-2 à? Thua à? Thua vào đây à? 1-2. Ok nhá, mai về ship luôn nhá. Cường Nguyễn Kim nhá. Vào trả lời đi. Nhắn tin nhắn đấy, Cường Nguyễn Kim ơi. Tài đang trẻ Trường Văn Mạnh đã nâng tỷ số lên rút ngắn tỷ số 1-2 rồi. Anh Tài đang trẻ Trường Văn Mạnh này chấp chấp anh Trung Tử Đơn 8-2. Em ơi, bảo đấu cho anh bắt mì tôm nấu bò nhá. Mì tôm bò. Bảo người hỏi gậy sút hay là gậy nhảy? À, gậy sút hay là gậy phá? Ok, Cường Nguyễn Kim bọc ra thì nghề của anh rồi. Ra gì chả có. Cứ gửi qua hết lên cho anh hoặc alo cho anh. Chơi chơi. Alo. Alo. Ai vậy? À vâng vâng. Vâng, em đang làm em đang bận tí, đang bận live stream tí. Ok anh ơi. Cơ câu lạc bộ gì? Ok. Có Dũng Thế Bình, sau trận đấu này cũng là một trận đấu siêu kinh điển giữa Hoàng Phú Thọ gặp Dũng Thế Bình. Tiếp theo trên có mà cứ mang hết ra bọn dề vô báo nó đang bảo báo ra cái bọn dề vô. Siêu mỏng cánh. Cơ hội lại trao lại cho anh Trường Văn Mạnh.
Mạnh Nam Định này là ứng cử viên cho chức vô địch ấy. Anh Mạnh Nam Định hay nhất thành hay nhất tỉnh Nam Định hiện nay. Hay nhất Nam Định Thái Bình hiện nay anh Mạnh Nam Định này. Anh san bằng tỷ số hãy đều. Được, bọc ra được, không bọc ra bò bình thường được. Hả? Chờ một tí, xong màn này không có sẽ cặp ra màn đấy. Em gặp Quý Rùa. Hướng dòng hay nhất Thái Bình là anh Dũng Thái Bình. Dũng Vũ Thư Thái Bình. À, hello hello. Đánh không? Hàng con sút đấy. Đánh không? Dạ thôi, em đánh gì? Đánh đi. Trần Huy, anh Cương chợ chùa. Anh ấy bỏ giải rồi. Ai ạ? Cương chợ chùa. Chạy đâu đấy? À đây, đang đánh kìa. Chỗ quỷ ba đấy. À ừ, hướng đồng đấy, thằng Dũng Hồng Lý. Đấy, tí nó đánh bây giờ đấy, sau trận này nó đánh. Dũng Vũ Thư tí nó đánh. Mạc Đông, hay quá nhở. Hải Dương thì nhiều cao thủ rồi, Hải Dương thì khét rồi. Huy Luyện cũng hay, nhưng mà Huy Luyện rồi này chuyển sang bộ môn đánh poker rồi. Đừng có tắt, đừng có tắt, cứ để nguyên đấy. Anh em cứ giữ nguyên máy nhá, tiếp tục trận đấu mới. 75 anh, ok ok ok. Sửa tên thôi, không cần phải tắt cái gì cả, vẫn cứ livestream bình thường. Tiếp theo trên bàn số 4. Đạt Lam Định có mặt chưa? Trên bàn số 4, chỗ anh Trung đánh luôn đấy. Đạt Lam Định gặp Toàn Thái Bình trên bàn số 4. Tiếp theo trên bàn số 3, Bắc Đại Bàng gặp Quý Rùa. Anh là gì nhỉ? Chết rồi, Sơn chưa có tên rồi. À đây đây đây. Chết rồi, quên chưa ghi. Tí nữa loại. Mày ra hỏi đấy.
đúng rồi toàn quận sau lượt này. Để ngoài kia đấy, để đổ mẹ camera đấy. Hoàng ơi đấy, nó đang đứng ở góc trong kia, đứng góc trong kia kìa. Bác đại bàng đâu rồi? Đây đây. Bác đại bàng và quý rùa đồng cơ game chạm 7. Đúng rồi, Quang Huy anh toàn cận đấy. Trung cô chủ câu lạc bộ. Hạng C. Anh chấp một ván. Thôi anh đi mượt tóc đây. Có một con siêu lướt 99%. Cũng không phải là siêu cũng tầm đấy. Báo Trần Hoàng, đây là giải nghiệp dư mà bạn ơi. Nhất được cũng được có 50 ký ghẹ quất lâm thôi, nhưng mà bạn cảm thấy là gà thì bạn có thể đăng ký tham gia giải và tập giải. Đâu mà anh đâu bánh mình với anh con này mà. Bác Đạt ơi, bác đánh livestream mà. Ừ, đây. Chú ơi, em dẫn đây là ấy dẫn. Em dẫn đi, ok. 3-2 cho Trung Tử Đơn. Sau đi anh em nhá, đôi khi là rất là bận bởi vì là điều hành bao nhiêu trận đấu ở nhà nó cứ phải chuyển đi chuyển lại, nó hơi lòng ngoằng. Alo, đề nghị cầu thủ thắng cuộc đem kết quả về báo lại cho ban tổ chức luôn nhá. Trên bàn là số 7 anh Biên Công Tử thắng hay thua? Anh thắng cái này. Tiếp theo trên bàn số 7 anh Sơn Vỗ Thường Tín gặp anh Trung Nam Định trên bàn số 7 ngoài cùng. Anh Sơn chấp 7-1. Như vậy xin chúc mừng anh Biên Công Tử Nam Định đã lọt vào vòng 1/16. Đại diện là chủ nhà vào 1/16 đầu tiên luôn. Hả? 28 triệu em. Sáu triệu rưỡi em ơi. Mới cứng.
Hả? Là chim đấy, là chim đấy. Phá Becarut đấy. Đấy, Dung Tây Bình làm con Becarut đấy. Anh cho mày mua. Riêng mày anh cho mày mua lợ luôn. Cho mày thích trả bao nhiêu mày trả. Được chưa? Đấy, Becarut đấy. Đầu tư đi. Anh cho mày mua lợ còn gì nào nữa. Bao giờ có tiền thì giả được chưa? À, bây giờ đánh thần đen xì rồi làm luôn con Becarut đen xì nữa cho nó chất. Ba đều rồi em. Bốn rồi. Thank you.
của anh gì ơi. Để lên tỷ số cho anh cứu rùa kìa. Thank you.
Bueno.
Sân bảo về đánh á.
À, hello anh em nhé, sorry anh em, tôi vừa nãy tranh thủ làm ăn mì tôm nghe là không bình luận được, bây giờ bắt đầu mới vào bình luận. Tài năng trẻ Trương Văn Mạnh đang trên đường đi bật tôm, không biết là anh có bật tôm được không đây, chúng ta cùng chờ xem. Bốn trắng KC thua đéo phục nhỉ? Thua đéo phục nhỉ? Rồi, cơ hội cho anh Trường Văn Mạnh bật tôm. Ôi, tỷ số được rút ngắn xuống 5-7. 5-7 cho anh tài năng trẻ Trường Văn Mạnh. Ok ok. Alo, alo. À, anh em nào ăn cơm trưa thì vào quầy báo cho trong quầy nhá. Rồi, hợp lệ, chết bi 1 rồi. Chết cả bi 3 nữa, chết 2 bi. Con này bắt cho phát đuôi dí cái vào đít 8. Mạnh rồi, mạnh rồi. À vẫn được. Tưởng phoi ra. Đức keyboard bàn cỏ à? Bàn cỏ thì ở đây toàn chùm bàn cỏ thôi. Nhà ghép kèo với ai? Vĩnh Phúc có thằng Quân Tôn Độ Không gì hay là thằng Quân Cà Tưng? Bọn nó nhìn thấy anh phát nó biết ngay. Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc có thằng Quân Tô Lộ Không anh bàn cỏ tốt phết. Dạ. Đâu? Con này á, có 6 triệu rưỡi rồi anh. Có con á? Đấy đấy, Fuji kìa. Con Fuji mười mấy triệu, con Fuji ngọt carbon ấy. Công nghệ anh.
tiếp theo trên bàn số 5. Tiệp Kevin gặp Phúc Dương Thái Bình. Sau các bạn này. Hả? Thắng chim sẻ hả? Tí nữa. Lam Đen, Lam Đình có mặt chưa? Tiệp Kevin đây anh ơi. Em chưa, tí nữa. Bốn bóng nữa thôi, cơ hội cho anh Trung Tử Đơn cắt tiết trận đấu. Ôi, Dung ở phút 60 rồi. Ô, táo bón rồi, cơ hội cho anh Trường Văn Mạnh rồi. Phi Doãn ơi, đây là tải nghiệp dư mà bạn. Trình độ của anh em nó cũng chỉ có hạn thôi. Chưa. Ôi giời, ba bóng không hết này, hỏng rồi. Chạch choạc quá nhở. Em thua gặp Tùng Điên. Tiếp theo trên bàn số 2, Hoàng Phú Thọt gặp Dũng Thái Bình. Bảo nhân viên đi. Đức Kibo anh không có đâu. Mà có khi là anh kể cả là nó có trong Facebook của anh cũng chịu chết đấy. Bởi vì Facebook của anh nhiều, Facebook của anh không thể nhớ nổi. Tôi sẽ tắt video đi trong vòng 3 phút và tôi phát lại một trận siêu kinh điển giữa Dũng Thái Bình gặp Hoàng Phú Thọt nhá, cả nhà nhá.